các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc lần thứ 3. Mùa thu năm 687, do không chịu nổi ách sư thuế nặng nề, người Châu Giao là Lý Tự Tiên liền lãnh đạo nhân dân nổi dậy. Qua nhà Đường cai trị là Lưu Diên Hựu đã giết Lý Tự Tiên. Người cùng chí hướng của Lý Tự Tiên là Đinh Kiến đem quân vây đánh Lưu Diên Hựu, chiếm được thành Tống Bình và giết được viên quan này. Nhà Đường phải phái Tào Huyền Tĩnh, Tào Trực Tĩnh từ Châu Quế sang dẹp và giết Đinh Kiến. Năm 714, Mai Hắc Đế tiến binh đánh thành Tống Bình, thái thú nhà Đường là Quách Sở Khánh cùng đám thuộc hạ không chống cự lại được, phải bỏ thành chạy về nước. Lực lượng Mai Hắc Đế lúc đó cũng lên tới chục vạn quân. Nhà Đường bèn huy động 10 vạn quân do tướng Dương Thừa Húc và Quách Sở Khánh san đàn áp được. Năm 719, anh em Phùng Hưng và Phùng Hải nổi dậy kéo quân phủ đô hộ An Nam,